bao phủ. Điều khiến mọi người cảm thấy tuyệt vọng là trong làn khói đó lại xuất hiện rất nhiều điều kỳ lạ. Ở trên giàn khoan tại một nơi nào đó trên biển Thái Bình Dương, tất cả các nhân viên đang hào hứng thảo luận khi nào thì được nghỉ phép về nhà. Bóng đèn điện trên đầu họ bỗng nhiên nhấp nháy, tất cả các thiết bị trong phòng đột nhiên ngừng hoạt động, bây giờ chỉ có thể khởi động nguồn điện dự phòng. Tất cả những nhân viên đều tự động đi ra ngoài, giàn khoan bị ngắt điện là việc vô cùng nghiêm trọng, rất có khả năng gây ra rò rỉ khí đốt. Awin vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy giàn khoan bên cạnh đã bốc lửa, hơn nữa lan can của giàn khoan ông đang đứng cũng bắt đầu rung lắc nhẹ. Người phụ trách giàn khoan Magnus cũng phát hiện ra điều bất thường, muốn liên lạc với tàu cứu hộ trước, nhưng ông lại phát hiện đường truyền cũng bị hư rồi, nhất thời không thể liên lạc được với tàu. Đúng vào lúc này, một chỗ trên giàn khoan bỗng nhiên phun lửa, chuyện mà mọi người lo lắng đã xảy ra do mỏ dầu có áp lực quá lớn khiến nó tự bốc cháy. May mà Awin phản ứng cực nhanh, ông lập tức chạy đến phòng điều khiển kiểm tra được áp suất trong mỏ dầu không ngừng tăng lên, nên ông hỏi người quản lý có nên cắt đứt đường ống dẫn hay không. Người phụ trách Magnus rất khó xử, nếu làm như vậy sẽ hoàn toàn cắt đứt đường truyền về đất liền.